Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong kênh GT Guitar Shop. Như đã hứa với các bạn ở clip trước thì trong clip này mình sẽ gửi đến các bạn một cái so sánh hai cái dòng đàn của Thuận Guitar ha. Trong tay mình đang cầm đây là một cây 05, một cái dòng đàn hoàn toàn mới trong năm 2023 của Thuận Guitar luôn, với gỗ lưng hông là gỗ walnut, gỗ ốc chó ha các bạn. Còn bên đây là một cây 04. Thì cái dòng 04 là một cái dòng đã rất là quen thuộc với các bạn trong nhiều năm nay ha, và cũng là một trong những cái dòng đàn rất rất là thành công của Thuận Guitar, với gỗ lưng hông chủ lực là gỗ mahogany. Thì hai cái dòng đàn này nó có giá lần lượt là cây 04 là 8 triệu 490 và cây 05 là 11 triệu ha các bạn. Như vậy thì về cơ bản cái cây 05 nó sẽ cao hơn cây 04 khoảng chừng 2 triệu rưỡi. Và trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái cây 05 nó có cái gì hấp dẫn để nó xứng đáng với cái số tiền nhiều hơn so với cây 04 ha các bạn. Rồi ok, chúng ta cùng vào clip. Đầu tiên là về cái hình thức á, các bạn có thể dễ dàng quan sát ra ngay là một cây 05 nó rất là đơn giản các bạn. Nó được thiết kế với các cái trang trí rất là cơ bản và nó không có inlay ở trên cái mặt phím luôn ha. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy nè. Cái thiết kế của cây 05 thì nó rất là mộc mạc. Rồi, bây giờ các bạn nhìn qua cây 04 ha, cây 04 cơ bản thì nó sẽ luôn luôn có cái inlay ở trên mặt phím, có nghĩa là nó luôn luôn có trang trí cẩn ở trên mặt phím. Nó có thể là kiểu cẩn 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17 để đánh dấu phím, hoặc là cẩn theo chủ đề như cái cây 04 White Flower mà mình đang cầm đây. Cái cây này thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn ở những cái clip sau ha. Thì đó, về hình thức thì cái cây 05 nó sẽ là một cái cây rất là mộc mạc, còn cái cây 04 thì là một cái cây nó sẽ luôn có trang trí ha các bạn. Đó, thì về cái phần hình thức là chúng ta đã thấy cái cây 04 nó đã có chút cầu kỳ hơn rồi. Thì vậy tại sao mà một cái cây 05 nó lại có giá cao hơn cây 04 ha? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần âm thanh. Rồi, trong cái đoạn đầu của test âm thanh thì mình sẽ gửi đến các bạn một cái đàn rải, hai cái đàn này ở trên cáp âm son trưởng ha các bạn. Cáp âm son trưởng là một cáp âm rất là hiệu quả để giúp các bạn nắm bắt cái tính chất của cái đàn ha. Cho nên là khi test đàn các bạn cũng có thể sử dụng cáp âm son trưởng để test đàn. Hai cái đàn này mình đã cố tình chọn hai cây có dáng đàn hoàn toàn giống nhau, đều là dáng A khuyết có một vạt hết các bạn. Mặt đàn đều là mặt thông Sitka 3A. Và hai cái đàn này đều có nang cầu là nang cầu lỗ ha. Tuy nhiên là những cây 05 nó sẽ được chọn cái chất liệu làm nang cầu lỗ tốt hơn. Và một cái sự khác biệt nữa đó chính là lưng hông của hai cái đàn này. Dòng 05 chúng ta sẽ có gỗ lưng hông là gỗ walnut, còn cây 04 sẽ là gỗ mahogany. Rồi, bây giờ các bạn cùng nghe cái đoạn rải ha, và mình sẽ phân tích ở sau cái đoạn rải này. Đó, với một cái đoạn rải ngắn như vừa rồi, nếu các bạn chú ý một chút, chúng ta sẽ dễ dàng nghe ra được cái tính chất âm thanh của hai cái dòng này. Cái dòng 04 các bạn thì nó cho một cái cảm giác là nó trong sáng hơn, cái tiếng đàn của nó tươi tắn hơn, nhiều năng lượng hơn. Còn cái cây 05 thì sẽ có một cái cảm giác là nó cân bằng hơn, nó điềm tĩnh hơn và nó có một cái độ trầm hơn một chút ha. Vì nó cân bằng cho nên là khi mà rải các bạn sẽ nghe ra được một cái đặc điểm, đó là cái tiếng đàn của nó cuộn hơn, quyện hơn và nghe nó tơi hơn. Cho nên là về mặt tiêu chuẩn âm thanh đó, thì cái cây 05 nó có cái độ cân bằng tốt hơn hả các bạn. Rồi ok, bây giờ mời các bạn nghe thêm một cái đoạn so sánh âm thanh giữa hai cái này nữa, do bạn Trí và bạn Dũng thực hiện ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong clip tiếp theo. Thank you.
Thank you.